Alo, hello mọi người, chúng ta quay trở lại với Idle Hero. Thì hôm nay chúng ta sẽ có một cái nói về event mới. Nhưng mà trước tiên thì Nick V3 này thì chúng ta đã đến ngày 55. Hôm nay cái cuộc phiêu lưu của Akma chúng ta đã ngày cuối cùng rồi. Mình nghĩ hy vọng chúng ta sẽ nhận được may mắn những cái ngày cuối cùng năm. Mình đã cố gắng được 230 nhưng mà tình hình như này không phải khả quan lắm. Nhưng mà dù sao thì cũng còn tận hai cái lucky die nữa. Mình chọn 6 ở đây cho an toàn nhé. 212 à, nghe có vẻ no hope ấy. Nhưng mà biết sao được mọi người. Chữ 4 1, 2, 3, 4, 5. Chọn 5 đi. Được bao nhiêu rồi? 5. Ngày cuối cùng của nick này. Nhưng mà đấy là kiếm mảnh xanh. Chữ 1, no hope 222. Còn không được cả 230. Dù sao thì cũng đã ổn rồi. Để nói cái event ngày mai luôn. Mình sẽ nói với event ngày mai. Như vậy là cái nick hôm nay cũng chả có gì cả. Mình đang hy vọng được cốc mốc cao hơn nhưng mà không được cao hơn 230 thì cũng nấu gốc để ăn được cái sừng lắm, khó, cũng thèm cái sừng thật chứ. Nhưng mà không có thì cũng phải chịu thôi. Hero lá các thứ đây. Vì ở đây mốc thì thật ra thì cũng nếu như mà mình mà ăn được cái chỗ này ấy, được 20 hoa này thì đẹp mà 260 thì nghe hơi khó. 230 mình còn rướn thêm nhưng mà bây giờ nó hốt rồi, nghỉ thôi. Mình sẽ nói với cái event luôn, một cái support và cái event mà chúng ta đến với cái event này thì event orb, một ngày một orb rồi rồi mốc thưởng ở chỗ 60 sẽ là con Oberon và một cái để xoay trên cái la bàn, một cái sơm la bàn Rogan một con tướng. Mà bây giờ thì anh em lại ít ít bớt bớt lại thì ai leo IDA hoặc là hai cần hai con, tầm là hai con là đủ rồi vì quá nhiều tướng mạnh. Nhưng mà nhiều người sẽ chơi hai con để hoặc một con để chơi thêm cái voi thôi nên là cũng không ngon lắm. Ai mới thiếu thì chơi nhưng bây giờ ít người xả lắm mọi người. Nhưng mà cái vấn đề là Heroic Miracle này mình đang thiếu này, cái nick này mình VIP3 mình là tạch rồi đó, hơi khó. Sẽ cố gắng ăn Dark Light, còn mấy cái này không ăn được cái thôi, mà ta ra này không hấp dẫn với mình lắm. Ăn được cái nào thì ăn. Nhưng mà cái gói đặc biệt này thì anh em nào mua được thì mua nha. Ở đây có hai con food 6 sao này. Ở dưới là tùy chọn con hero hệ thường thì cũng ngon, thì anh em nào nạp VIP thì chơi thôi. Nhưng mà cái big update ngày mai thì nó vẫn là ở cái gọi là đồ đạc các thứ. Thì nói luôn là theo một số cái thông tin mình đọc trên event mà mình cũng đọc của anh Đàng Quốc Tú với anh Bơ, là khi mà chúng ta ghép đồ thì ghi rõ ràng ở đây là ghép như thế này. Nếu mà ví dụ như xét Ranger chẳng hạn nhé, cộng 5.000 gem với 200.000 vàng cộng thêm một cái đồ vàng dưới này nữa thì chúng ta sẽ được một cái set ngành nâng cấp màu hồng. Nhưng mà cái set ngành nâng cấp màu hồng này chúng ta có thể có những cái thuộc tính thêm để roll cho từng hero nữa. Như ví dụ như chúng ta cần thêm block hay gì gì đấy, ví dụ như Horus chẳng hạn cần thêm block hay là gì gì đấy cũng thật, rồi mới thêm một cái thuộc tính nữa, roll thêm một cái thuộc tính nữa ở trong những cái set này thì cũng mơ hồ là như vậy thôi, mơ hồ là như vậy thôi. Về sơ qua cái event thì ở bây giờ thời điểm hiện tại ấy, thì chưa ra event thì cái này cũng chỉ là một cái những thông tin mơ hồ thôi nên là chúng ta chưa chắc chắn được, thì phải để ngày mai, để ngày mai thì chúng ta mới có thể những cái thông tin chi tiết hơn về cái event này đó, những cái pack như bình thường thôi. Giờ đây bộ đồ có thể chế tạo trong người lùn thì bộ đồ mới ấy, tức là cái độ sâu này, linh hồn này đó, bộ áo cộng hưởng hoàn toàn mới thì anh em có thể update trong thợ rèn ngày mai cho nó biết rõ hơn. Người chơi có thể tháo trang bị trong thợ rèn và được cái tinh thể. Cái tinh thể thì để làm gì thì ngày mai chúng ta cũng sẽ xem rõ hơn nha. Khi mà chúng ta đã ra đồ ra thì nhận được tinh thể và tinh thể cũng dùng để ghép đồ thôi, mình nghĩ là như vậy. Dạng như kiểu mà chúng ta rã hero E5 hay là dịch đá dịch chuyển ấy. Dạng một cái dạng đá dịch chuyển ở swap hero vậy. Nhưng mà đây là swap đồ thì cái này nó hơi mập mờ một chút đấy, hơi mập mờ một chút. Đó là những cái vắn tắt về cái event ngày mai thôi, ngắn gọn thôi. Còn ở dưới này họ sửa lại một chút cái hiệu ứng của một con pet ở trên voi. Đây, ở dưới là sửa một con hiệu ứng của pet trên voi. Con pet tên là Spirit of Cold Blood. Thì con pet này liên quan đến mấy con tướng Assassin đánh vào phần trăm máu đã mất.
Mình cũng dạo cũng hay soi một cái group của anh Bơ VN và Đàm Quốc Tú phết, mọi người có thể vào đấy xem thử. Nhưng mà ở đây họ ghi rõ nữa là sửa hiệu ứng hiển thị ở tối ưu hiển thị của cái dấu ấn nút chừng. Dấu ấn nút chừng này có phải là một skill của con carry không thì mình không biết, để mình vào xem nào. Devouring Mask, Devouring Mask, mình xem nào. Mình sẽ sửa lại ở đây là tiếng Anh nha mọi người nhé. Tiếng Anh, ngôn ngữ này, tiếng Anh này. Đó. Không phải là skill của con carry không? Energy Bro Devouring thì ở đây là cái dấu ấn của con Penny thì mình nghĩ cũng đúng đó. Nó sẽ hiển thị rõ ràng hơn về cái chi tiết hiển thị của cái hiệu ứng nút chừng này của con carry. Đó. Khi mà chúng ta sẽ nhìn rõ hơn cái lượng mana mất đi, cái thanh nó sẽ như thế nào đó. Đã có thuộc tính mới cộng hưởng từ anh hùng. Giờ đây người chơi có thể chuyển đổi các anh hùng cộng hưởng cho các bộ đồ trong thợ rèn. Đó, thì mình nói đó ví dụ, nhưng mà chúng ta cũng là đập đồ chiến binh chẳng hạn. Nhưng mà bây giờ mình đập đồ chiến binh cho con. Đây, mình quên chuyển màn hình. Nhưng mà bây giờ chúng ta đập đồ này đã có tính năng cộng hưởng anh hùng từ anh hùng. Giờ đây người chơi có thể chuyển đổi các anh hùng cộng hưởng cho các bộ đồ. Ví dụ chúng ta đập đồ cho con Horus là đồ cho set chiến binh đúng không? Nhưng mà bây giờ cũng là đập đồ cho set chiến binh khác, một con tướng khác, ví dụ như con Garuda chẳng hạn, thì con Horus chúng ta cần block. Ví dụ như sẽ có một cái stat gọi là cái cộng thêm, gọi là chúng ta có thể swap những cái thuộc tính đấy, mà mình nghĩ nếu như có swap cái đấy thì cũng khá là tốn kém nhỉ. Nếu như có tưởng mượn tượng vậy, mà không biết là ngày mai sẽ như thế nào, không biết là mọi thứ nó có được như trong dự kiến không. Thế nhưng mà đánh giá của mình thì là nó hơi đắt đỏ, nó mới và nó đắt đỏ. Đây là 200.000 vàng này, nhưng mà anh em ở late game thì số lượng vàng chỉ rút vài hôm là được. Thật sự cấp 300 đổ lên thì rút rất là dễ. Game thì đối với họ cũng là vấn đề, nhịn một chút là được đúng không? Thì những bộ đồ này sẽ phục vụ cho anh em leo rất dễ ở những cái khoản như là Advent Dungeon nếu như ai chưa xong, Siêu Land, và đặc biệt là những con boss ở trong cái những con quái ở trong cái chế độ chơi là ở trên Void Gate ở đây đó, thì rất là nhiều người leo cái chế độ Void Tech này này, nhưng mà nó rất là khó đâu nhỉ, cái Void Tech này này đó. May mắn thì ở Việt Nam mình cũng có nick anh Mẫn, cũng được top cao đây, cũng được top top 6 này, thì cũng có một người Việt Nam anh Mẫn không, anh Mẫn của chúng ta cũng được top top 6 thế giới, không đùa đâu. Nhưng mà thì khi mà cho những cái bộ đồ mới như thế này á thì chỉ số nó cao hơn, và chắc chắn là cái việc leo nó sẽ dễ hơn một chút, vì đồ mạnh hơn mà chỉ số tăng hơn thì leo dễ hơn thôi. Và hy vọng là anh em có thể nhờ những cái bộ đồ mới, những chỉ số mới này mà chúng ta có thể leo được những nấc thang cao hơn của PvE và chinh phục được game hơn. Nói vậy thì anh em newbie, anh em giữa game thì mà không phải whale cuối game thì chỉ xem, chỉ mong là khi mà những món đồ này ra thì những anh em whale khác có thể chinh phục được những nấc thang cao hơn không. Dạo này mình uống rượu nhiều quá, nói những bị đứt đứt khó chịu mọi người ạ. Thì tổng kết event là như vậy, thì có gì thì ngày mai chúng ta sẽ biết rõ hơn. Và bye bye mọi người, clip đến đây là hết thôi, và hẹn gặp mọi người vào những clip tiếp theo.